phát hiện gây sốc chòm sao cực hợp nhau trong chuyện ấy. Các bạn thân mến, thật thú vị khi chia sẻ điều tế nhị này, nhưng nếu bạn và cô ấy không hợp nhau về tính cách nhưng lại rất cực kỳ ăn ý trong chuyện ngân gói, bạn nghĩ sao về điều này? Cùng là người tốt khám phá xem cặp đôi hoàn hảo nào sẽ dành cho nhau nhé. Theo bà Aurora Tower, nhà chiêm tinh học người Mỹ, những cung đối lập nhau lại có sức hút mãnh liệt vô cùng trong khoảng trường chiếu. Bạch Dương Thiên Bình. Bạch Dương vốn được xem là những người nhiệt tình, bốc đồng và thích phiêu lưu mạo hiểm nhất trong 12 cung hoàng đạo. Họ không ngại khám phá, thử thách bản thân mình trong mọi vấn đề và luôn dốc hết sức mình để chinh phục được mục tiêu. Bạch Dương cũng tỏ ra thích thú với chuyện người lớn và họ luôn biết cách để hâm nóng, làm chủ cuộc tình, đảm bảo bạn sẽ không thất vọng khi chung chân gói với đối tượng thuộc cung hoàng đạo này. Thiên Bình là người có xu hướng thụ động, khéo léo và dễ bị kéo theo các ham muốn. Họ thích những bất ngờ nho nhỏ bạn mang lại. Vì vậy, một chút lãng mạn trong phòng ngủ sẽ giúp cuộc vui của bạn hoàn hảo hơn. Hai cung hoàng đạo này luôn tràn đầy năng lượng, hoạt bát, vì thế khi kết hợp với nhau, chuyện ấy sẽ thật sự thăng hoa. Bạch Dương yêu vẻ quyến rũ cuốn hút của Thiên Bình, còn Thiên Bình giúp tăng tốc Bạch Dương, con người mạnh mẽ quyết liệt, muốn ngay lập tức. Kim Ngưu Bọ Cạp. Cả hai cung này đều có tác phong chậm chạp, tính cách ổn định và giàu đam mê, thích tận hưởng cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Điều này có nghĩa những cái liếc mắt, màn dạo đầu dài rất hoàn hảo cho cả hai. Bạn Dương của cung Kim Ngưu là những người may mắn nhất thế giới, họ rất rộng lượng, họ sẽ hôn lại khi được hôn, trao tặng khi được nhận. Rất hiếm trường hợp Kim Ngưu thụ động, chịu đựng khi bạn âu yếm. Họ rất biết cách làm hài lòng bạn tình của mình. Khi phát sinh mối quan hệ, Kim Ngưu rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị các biện pháp phòng tránh. Về phần mình, Bọ Cạp là những người thích sự chủ động. Họ thích thử nghiệm những điều mới mẻ để thêm gia vị cho tình yêu. Những người thuộc cung hoàng đạo này có nhiều ham muốn và sẽ không kiềm chế bản thân một khi đã quyết định cho đi. Thế nên, khi bạn làm tình của Bọ Cạp, Kim Ngưu hãy hết mình hòa theo họ. Song Tử Nhân Mã là những nhà thám hiểm bẩm sinh. Cặp sau này cũng hút nhau chính bởi sự tò mò và thích tự do của đối phương. Vì thế, không điều gì có thể cản họ, dù bận rộn đến đâu. Vì sao ư? Song Tử là một trong các cung hoàng đạo năng động và giàu trí tưởng tượng trong 12 cung hoàng đạo. Nếu xét về chuyện phòng the, họ sẽ là một bạn tình thú vị. Trước khi trực tiếp tham gia chuyện đó, Song Tử đã trang bị cho mình vốn kiến thức đủ dùng để không làm Nhân Mã thất vọng. Song Tử Bảo Bình. Tự tin, độc lập, cả hai chòm sao này đều biết họ là ai và họ muốn gì. Họ kích thích sự ngưỡng mộ và tò mò lẫn nhau, luôn đặt sự chú ý vào nhau cả trong và ngoài phòng ngủ. Khi kết hợp với nhau, sư tử thích là trung tâm của sự chú ý. Họ có những mối tình nồng nàn và mãnh liệt. Trong chuyện ấy, sư tử thích làm chủ và mong muốn bạn tình Bảo Bình thuận theo ham muốn của mình. Một chút kịch tính sẽ kích thích ham muốn của sư tử. Họ thích những kiểu tán tỉnh cổ điển và lãng mạn. Sư tử luôn mong đợi bạn tỏ ra tôn thờ và khát khao mình ngay cả khi đôi bên vừa có chiến tranh. Sử nữ Song Ngư. Song Ngư yêu một cách chân thành, còn sử nữ cũng nguyện dâng hiến hết mình cho tình yêu. Vì thế họ bị hút nhau, ở bên cạnh nhau và bù đắp cho nhau. Trong chuyện chân gói, Song Ngư cũng biết hâm nóng cuộc tình bằng những hành động quyến rũ. Song Ngư rất biết quan tâm đến tâm tình cũng như nhu cầu của bạn tình. Do đó sử nữ sẽ không phải thất vọng khi phát sinh quan hệ với những người thuộc cung hoàng đạo này. Cự giải Market. Đừng để vẻ ngoài hơi lạnh lùng và thâm trầm của họ đánh lừa. Khi kết hợp với nhau, họ khá nóng bỏng phía sau cánh cửa phòng ngủ, bởi vì cự giải có vẻ huyền bí khiến Market bị hấp dẫn. Theo vào đó, trong chuyện ấy, ở bước dạo đầu, Market thường rất dè dặt, tuy nhiên sau đó họ sẽ rất nhiệt tình và luôn lưu ý quan hệ sạch, an toàn, đồng thời rất giỏi chiều lòng chọn sao cự giải khó tính. Đừng quá bất ngờ khi biết kết quả nhé, bởi vì thông tin chỉ mang tính tham khảo thôi. Để mọi chuyện hòa hợp phải xuất phát từ tình cảm chân thành dành cho nhau nữa đấy. Chúc các bạn sẽ luôn hạnh phúc bên một nửa đích thực của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau của Lịch Ngày.